Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau. Ngoại trưởng Mỹ có cuộc gặp căng thẳng, Israel nhất quyết từ chối ngừng bắn. Đại sứ Palestine ở Anh tiết lộ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm đầy căng thẳng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về xung đột Israel-Hamas. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài CBS ngay sau khi ông Blinken gặp ông Abbas ở Ramallah, bờ Tây, hôm ngày 5 tháng 11, đại sứ Palestine tại Anh Hussan Jomlos đã lên án Mỹ vì không đóng vai trò bên hòa giải trung thực trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Theo ông Jomlos, Tổng thống Abbas đã yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức với lý do chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza đang gây ra thương vong lớn cho dân thường Palestine và không phải là cuộc chiến chống lại Hamas. Ông đồng thời chỉ trích Washington vì từ chối kêu gọi một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và thay vào đó chỉ dùng cụm từ tạm dừng bắn nhân đạo. Đại sứ Palestine cũng bày tỏ lo ngại về tình hình rất bất ổn, nguy hiểm ở bờ Tây và nguy cơ xung đột leo thang ở diện rộng trong khu vực. Chính phủ Israel hôm ngày 5 tháng 11 đã nhất quyết bác bỏ việc ngừng bắn bất chấp áp lực ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế. Sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu các con tin không được trao trả, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh. Ông Netanyahu có phát biểu trên khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người có chuyến công du không báo trước tới bờ Tây, đã lặp lại quan ngại của Washington rằng lệnh ngừng bắn có thể giúp Hamas tái tổ chức lực lượng. Cùng ngày, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết quân đội nước này đang tiến hành một chiến dịch tấn công đáng kể ở dải Gaza và đã bao vây thành phố chính trong khu vực. Ông Hagari nói, chiến dịch nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hamas ở phía trên và dưới mặt đất cũng như các tay súng và chỉ huy cấp cao của nhóm. Báo Guardian dẫn lời một phát ngôn viên của Hamas cáo buộc IDF đã tiến hành ném bom dữ dội quanh các bệnh viện ở phía bắc Gaza tới ngày 5 tháng 11, ngay sau khi vùng đất này bị cắt Internet và mạng lưới thông tin liên lạc lần thứ 3 kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7 tháng 10.